Xin chào tất cả các bác nhé. Tiếp tục hôm nay em lại xả tiếp cho các bác một quả bom mang tên Khương Duy. Bác này bác ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Một bộ mic 6 số tự ngắt. Giá 2 triệu các bác nhé. Đây các bác nhìn này, giá 2 triệu này. Đây, cái này là đến Vĩnh Bảo này. Hàng vẫn nguyên chưa bóc này. Gọi điện không nghe máy này. Đây là những cái đơn mà người ta đi giao phát không được, là người ta dán thêm một cái, mỗi một lần phát không được là người ta báo đây này. Cái này là em gửi bên giao hàng tiết kiệm cho nên là nó không có cái vận đơn ở trên này. Chỉ biết là nó ở Vĩnh Bảo đây. Tất cả những cái tem này không biết là cái tem nào có tên không. Đây em bóc cái này ra cho các bác xem. Nó sẽ có một cái đơn này, có một cái tem đấy. Anh Khương Duy, Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đấy, thế là hai quả bom này đều ở Hải Phòng các bạn. Hôm trước thì ở Thủy Nguyên, hôm nay thì ở Vĩnh Bảo này. Đây là ở trên cái bill này nó bị giấu cái số đi rồi. Em quên em ghi số nhưng mà thôi, em sẽ không tìm lại cái số nữa. Đấy, các bác lưu ý này, anh Khương Duy này, xóm Đan Điền này, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng này. Hàng còn nguyên thì chưa bóc này. Gọi điện không nghe máy này. Gọi điện rất nhiều lần không nghe máy các bác nhá. Có mic 2 triệu. Hôm nay em sẽ xả cho các bác giá chỉ có 1.750.000 bao ship luôn. Lỗ mất 250.000 so với giá ban đầu. Em xả cho các bác giá 1.750.000 bao ship nha các bác nhá, không phải là 1.800.000 nữa. 1.750.000 bao ship. Hàng em đã đóng mất công đóng rồi. Tí nữa em sẽ rạch đây, bác nào lấy thì em lại đóng gói lại em gửi đi. Các bác nhá. Ok. Để cho các bác không phải chờ lâu, em sẽ mở cái bộ mic ra cho các bác xem nó là mic gì. Xem các bác có thích không. Ok nhá các bác nhá, các bác chờ em trong giây lát. Rồi, đây các bác nhá. Đây bộ mic này, thì bên em đóng hàng thì luôn luôn nó là như này. Cuốn 3 lớp giấy bóng. Một giấy bóng tay mic riêng này. Một giấy bóng đầu thu riêng này. Sau đó là một cái giấy bóng trùm lên. Sau đó một giấy bóng cuốn kín hết này. Đấy, thế mà cái bộ mic này em gửi đi cả về mất khoảng độ một tháng rồi các bác ạ. Trong cái đó là rất nhiều anh em hỏi mic này em không có. Đấy các bác nhá. Con này nó chính là bộ VU801. Hôm trước em có bán rồi. Đây các bác. Để em bóc đây cho các bác xem. Vâng, do ảnh hưởng của Covid thì hôm nay mình cái video này sẽ bán cái này dưới một thanh lý như thế nào. Bóc này đây. Đây nguồn này. Bên em bán luôn luôn là đủ kiện hết như này cho các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Này là dây nguồn này. Dâu này em để trong đây luôn này. Dâu con keng này. Nguồn này. 7 triệu đồng rồi. Bộ này là bộ trứng ở gỗ xám. Bọc giấy bóng này. Đây này. Vào đây, các bác xem tay mic ạ. Tay nãy là sơn zin 100% các bác nhá. Đấy, và em đã quay trợ hình ảnh cho các bác ấy. Đây sơn zin 100% này. Đấy, sơn zin 100%, màu ghi rất là đẹp. Đấy. Đây, côn này các bác nhá. Đấy. Côn này các bác nhá. Mới tiền Taiwan, hàng bãi xịn của Đài Loan. Đấy. Dọ anh lốc này. Nói chung là bộ này thì không có cái gì để chê luôn. Tiếng rất là hay. Đấy. Bộ này em bán rất là nhiều rồi, 26 bộ. Bao nhiêu bác hỏi không còn. Trong đó là một số bác đặt cho vun mồm. Đặt cho sang mồm. Nói tục hơn thì là một số anh em người ta gọi là đặt cho sang mõm. Đấy. Đến này, nhân viên đi giao hàng đến đây. Con này mặt tay nhôm đây các bác nhá. Mặt tay nhôm đây ạ. Quá đẹp chưa các bác. Cái tai này là tai zin của nó các bác nhá. Còn mỗi con ốc này là về bọn em lo gửi tai riêng. Thì bọn em bắn con ốc mới vào thôi. Chứ còn cái tai này cũng là tai zin của nó nhá. Các bác là mua tai ngoài là lắp cái này không vừa các bác nhá. Cái này là tai zin của nó theo tai nguyên bản luôn của nó. Còn cái tai mới bên ngoài các bác lắp vào nó sẽ dài hơn. Đó, khi đua với tổ máy nó sẽ không đụa không khớp. Đấy, chữ tem cho các thứ còn nguyên này. Đấy các bác nhá. Mic này dành cho anh em cả sự kiện luôn, ok các bác nhá. Dành cho các bác chơi sự kiện luôn, ok ạ. Có ca lông các kiểu đầy đủ. Đấy, nếu các bác thích. Rồi các bác để em mở nội thất của cái này ra cho các bác ngắm nhìn lại một lần nữa. Đấy các bác nhá. Mic này các bác chơi
không phải gì để suy nghĩ luôn. Bộ này bình thường này em bán là 2.200.000 các bác nhá. Đấy, 2.200.000. Đấy. Đó bác em mặc cả là 2 triệu để cho bác cái giao lưu. Thì em cũng đồng ý là để cho bác cái giá 2 triệu. Thì những cái lô mic này tay nó sơn zin nó rất là đẹp. Đấy. Rồi, xin mời các bác chiêm ngưỡng cái nội thất của nó đây ạ. Các bác nhìn thấy nó ok chưa? Đấy, các bác làm sóng sự kiện thoải mái như con này đời 2017 các bác nhá. Em này ạ, tháng 6 năm 2017 này. Em mặt có hết này, tháng 6 năm 2017 này. Đấy, hộp sóng rất là to, sóng sánh rất là ổn định. Các bác mà chơi gia đình những cái loại này thì đúng là khỏi cần suy nghĩ gì luôn ạ. Đấy. Và tay của nó thì em cũng bao là không gãy cái lưỡi pin nào. Đấy, bao cho bác ấy. Đấy, tay ruột này, hai tụ vàng luôn, trở vàng luôn này các bác này. Đấy, vỉ đẹp chưa? Đấy, còn nguyên tem nhá các bác nhá. Sơn zin 100% các bác nhá. Đây. Cảm ơn. Đấy. Đấy, các bác nhìn này. Những con cái số đánh dấu của bên kia họ đánh dấu vẫn còn nguyên này. Đó, có nghĩa em chỉ vệ sinh sạch sẽ đi cho những cái chân pin này nó sáng sủa lên thôi. Và tất cả những này vệ sinh sạch sẽ cho nó sáng đẹp lên thôi. Đấy, còn nguyên zin 100% các bác nhá. Nó rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Quá đẹp luôn ạ. Vì xanh đậm này. Đấy. Tay mic của nó thì nó bị màu tím luôn này, màu tím luôn này các bác. Các bác nhìn kỹ thì nó màu tím luôn, không phải xanh đậm nữa đâu. Đấy, nhưng mà tụ tiếc của nó rất là đẹp luôn ạ. Sóng con này thì cực kỳ ổn định luôn các bác nhé. Rất tiết kiệm pin, tự ngắt 6 số các bác nhé. 6 số tự ngắt. Đấy. Bộ này thì em cũng bán rất nhiều trên kênh rồi. Và em hôm nay em chỉ mở cho bác xem lại thôi. Và em cũng không sẽ không test nữa. Bác nào chết chốt thì liên hệ em nhé. Bộ này thì em bao phê bao hay luôn cho anh em. Đấy, côn zin 100% các bác nhé. Tất cả zin. Đấy. Bác nào chốt thì bỏ lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp bên em. Số điện thoại là 0378 030 730. Em có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Ship hàng siêu đi toàn quốc cho các bác nhé. Bên em thì không cọc kèo gì. Đối với tất cả các bác khách hàng là không cọc kèo gì cả. Đối với những bộ mic và vang. Còn đối với cái đẩy và loa nặng thì bên em có cọc tiền cước các bác nhé. Còn đối với những hàng nhẹ này thì bọn em không yêu cầu cọc. Chính vì thế mà cũng có một số anh em đặt cho vui mồm. Đấy, một số anh em là cứ đặt cho vui mồm thôi. Đấy, còn mặt mũi bao đẹp cho các bác nhé. Mặt phay nhôm đẹp 100% cho các bác này. Chân tay thì rất là đẹp luôn này. Cái này bọn em về chỉ có vệ sinh nhìn xong mắt là nhìn nó đã thế này rồi. Đấy các bác nhá, đẹp chưa? Đấy, 1.750.000 cho bác nào chốt. Chỉ có một bộ thôi. Bộ này là em xả bom các bác nhá. Còn bình thường em đang bán ở 2.000.000 đến 2.200.000 cơ. Đấy, nói chung là giá bên em thì luôn luôn bao đẹp cho các bác. Nhưng hôm nay em xả lỗ luôn nhá các bác nhá. Đối với cái giá 1.750.000 này em bảo xả lỗ rồi. Bởi vì bên em nói chung là không muốn để nó tồn đọng những cái hàng lẻ lô này ở nhà làm gì cả. Cứ lẻ là bọn em thanh lý. Các bác theo dõi kênh của bên em thì biết rồi. Lẻ lô hoặc là lỗi lặt vặt là bọn em thanh lý, cái này thì không lỗi gì cả. Bao zin 100% đẹp. Bao zin 100% không lỗi lầm gì cả nhá các bác nhá. Và lẻ lô thì bọn em cũng xả lốt để cho nó hết cái mặt hàng này đi. Đấy. Hàng này là hàng bị bom nên là em xả các bác nhá. Rồi, các bác đi qua nhớ cho em xin nút like và nút đăng ký kênh các bác nhá. Bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em nhá các bác nhá. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.